Ngày 8 tháng 11, lực lượng chức năng đã tìm thấy máy bay Yak-130 rơi gần trạm kiểm lâm số 9 vườn quốc gia York Don. Máy bay Yak-130 gặp sự cố trong khi bay tập luyện từ sân bay Phú Cát vào trưa ngày 6 tháng 11 và đã được tìm thấy sau 2 ngày trong khu dự vườn quốc gia York Don ở tỉnh Đắk Lắk, cách sân bay khoảng 250 km. Máy bay Yak-130 thuộc Trung đoàn 940 bay tập luyện từ sân bay Phú Cát gặp sự cố không thể hạ cánh khiến phi công phải nhảy dù. Hai phi công gồm đại tá Nguyễn Văn Sơn và thượng tá Nguyễn Hồng Quân sau đó được cứu nạn ở xã Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Trong hai ngày tìm kiếm, hơn 550 người, 33 ô tô và một máy bay Mi-17 đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm máy bay ở các khu vực Bình Định, Gia Lai và Đắk Lắk. Vườn quốc gia Yorkdon, rộng 115.500 ha, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40 km là khu rừng khộp duy nhất ở Việt Nam với hệ sinh thái động thực vật phong phú. Sáng 8 tháng 11, Đại tá Trần Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng quân khu 5 cho biết hàng nghìn người của các lực lượng phòng không không quân, quân sự, chính quyền địa phương đang tham gia tìm kiếm tại vị trí máy bay nghi là rơi ở xã Krona, huyện Buôn Đôn của tỉnh Đắk Lắk. Sáng cùng ngày, một người dân tại buôn Drang Phúc cung cấp thông tin về việc người này nghe tiếng nổ bất thường ở trong rừng, nghi là máy bay rơi để lực lượng chức năng có thêm cơ sở để tìm kiếm. Cùng ngày, bà Bun Sốm Lào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krong huyện Buôn Đồn cho biết, xã đã phát đi thông báo về việc sẽ thưởng 10 triệu đồng đối với bất cứ người dân nào tìm được máy bay Yak-130. Trước đó, ngày 7 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã nhận được thông tin từ Trung đoàn 940 thông báo về việc máy bay huấn luyện Yak-130 nghi rơi ở địa phận tỉnh Đắk Lắc.